Namaste. Vâng, bạn thấy vô cùng mệt mỏi và đôi khi cái sự bận rộn trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày nó làm cho bạn càng mệt mỏi hơn. Và bài tập ngày hôm nay, yoga cho người bận rộn sẽ giúp cho bạn giải phóng được những cái sự mệt mỏi này và thách thức cái sự mệt mỏi này nó có thể diễn ra nữa. Hãy nhớ luyện tập bài này để nó đem lại cho bạn sự thoải mái nhất và năng lượng nhất trong mỗi một ngày làm việc, giúp bạn gia tăng hiệu suất công việc và giảm mỏi mệt bạn nhé. Thách thức sự mệt mỏi cùng yoga. Bây giờ chúng ta trở về thảm và cùng nằm xuống thảm như thế này. Từ đây bạn co hai chân của mình lại, hai tay của bạn đặt lên rốn cho răng. Hai cùi chỏ thả mềm xuống, nhúc nhích nhẹ hai bên hông. Rồi nâng đầu và khép cằm thu về cổ. Từ đây bạn hãy nhớ tách rộng hai bàn chân sang hai bên, rồi khép hai gối áp sát vào nhau như thế này. Từ từ thả mềm vai, thả mềm cánh tay, thả mềm các đốt sống lưng, vai, hông, hai bên đùi, khớp gối và bắp chân, cổ chân cùng bàn chân. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng các đốt sống vùng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra đi nào. Lần bốn, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thả lỏng, cảm nhận cơ thể thật thư giãn, thả lỏng hơn nữa. Rất là dễ chịu đúng không bạn? Rồi từ đây nhẹ nhàng vào, chúng ta tách hai tay đưa cao qua đầu như thế này. Rồi thở ra bạn tách hai gối, đầu chân trái sang bên trái, rồi thu chân phải đặt lên lòng bàn chân trái như thế này. Mềm vai xuống, chìm hông xuống, có thể xoay cằm hướng qua bên trái, quan sát vùng hông và đùi bên trái đang được giãn ra. Thả mềm hơn nữa. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 và thật chậm. Hít vào bạn nâng chân trái trở về, tách chân phải. Hạ gối phải trở về thảm, mềm gối phải xuống. Thở ra bạn đưa bàn chân trái đặt lên bàn chân phải như thế này. Mềm vai, hông, lưng xuống. Quan sát vùng mông bên phải đang được giãn ra. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 rồi và thật chậm. Hít vào bạn xoay thân người trở lại, nhấc hai chân lên như thế này. Thở ra bạn đưa chân phải đặt qua đầu gối trái. Sau đó hai tay đưa luồn qua chân, đặt vào đầu gối ngoài bên trái, kéo gối trái hướng về ngực, khép cằm thu về cổ. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng căng mặt đùi và mông sâu bên phải. Có thể khép cằm lại, cảm nhận vùng lưng đang được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào, bạn nới lỏng hai tay, tách hai tay, thở ra hạ chân phải hướng sang bên trái như thế này. Rồi đẩy gối phải ra phía sau, mở hai tay và vai ra, quan sát sự kéo giãn nhiều hơn. Từ đây, thật chậm,
Hít vào, bạn nâng hai chân trở về thẳng. Thở ra, bạn nhấc chân trái đặt qua đầu gối phải. Rồi thả lỏng chân phải ha. Co gối chân phải lên, hai tay luồn qua vần chân, đan tay vào nhau ở phía ngoài gối phải. Hít vào thật sâu. Từ từ thở ra, bạn kéo gối phải hướng về ngực, mềm vai xuống. Quan sát cơ căng mạc đùi chân trái, vùng mông sâu bên trái đang được giãn ra. Cảm nhận sự thoải mái, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng tách hai tay, hít vào nới lỏng chân. Hạ chân phải xuống thảm, thở ra bạn đổ chân trái sang bên phải, hạ bàn chân trái xuống, đẩy gối trái ra phía sau, đưa hai tay cao qua đầu. Rồi chúng ta thả lỏng vai. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông, lưng dưới và mông sâu. Và từ đây, chậm rãi hít vào từ từ, xoay hai chân, nâng trở về. Hạ chân trái trở về thảm, nghiêng người sang một bên. Thở ra bạn nâng thân người ngồi dậy. Từ đây, bạn duỗi gối chân trái, thu chân phải, đặt chân phải lên đùi trái. Nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra bạn gập thân người xuống chân trái, duỗi dài các đốt sống, cảm nhận vùng hông, vùng lưng, vùng vai, vùng mông đang được kéo giãn ra. Đặc biệt là đùi sau chân trái cũng được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, duỗi sâu hơn ha. 5 4 Cảm nhận cơ thể như được chìm xuống. 3 2 1 Và thật chậm, hít vào duỗi ngực về phía trước, từ từ nâng thân người trở lại. Và thở ra, chúng ta đổi bên, đặt chân trái qua đùi phải. Có thể đưa về khớp háng nếu bạn không bị đau gối ha. Dựng cổ chân phải của bạn lên, hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, mềm vai. Thở ra, gập sâu thân người xuống chân phải, mềm hai cùi chỏ tay xuống, có thể nhúc nhích nhẹ mông như thế này. Thở hết ra, bạn mềm hai vai và cùi chỏ, thả lỏng thân người, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông, lưng và đùi sau chân phải, mềm hơn nữa hai vai. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Nhẹ nhẹ hít vào duỗi ngực, vươn cánh tay, nâng thân người vươn lên. Từ từ thở ra, tha lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Thu chân trái trở về. Từ đây, nhấc mông của bạn lên, hai tay về phía trước, hai chân ra phía sau, trở về trong tư thế V ngược. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Hít vào thật sâu, bạn kiễng gót chân lên, từ từ nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Thở ra, bạn trùng gối, đưa rốn về gần đùi, cảm nhận toàn bộ mặt sau phía thân người được kéo giãn. Từ đây, hạ từng gót chân trở về thảm, cảm nhận toàn bộ mặt sau thân người được kéo giãn hơn mỗi khi bạn hạ gót chân xuống và quặn xương cụt hướng lên bầu trời. Mọi sự mệt mỏi như được tan biến, cuộc sống bận rộn như không còn nữa. Thay vào đó là sự thả lỏng, thư giãn và cảm nhận sự đảo chiều trong không gian của cơ thể, giúp bạn thư giãn tâm trí, khí huyết được lưu thông, kích hoạt tuyến tùng và đặc biệt máu huyết đưa về não, đưa về khuôn mặt, giúp bạn thả lỏng nhiều hơn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn kiễng gót chân lên, trùng gối thở ra. Sau đó bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái, bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Hít vào, bạn nâng hai tay lên, thở ra hai tay nắm lấy hai cùi chỏ. Thở hết ra, bạn di chuyển người qua bên trái, nhẹ nhàng hít vào qua bên phải.
từ từ thở ra đưa người qua bên trái. Hít thật sâu qua bên phải. Mềm mại thở ra đưa qua bên trái, rất là dễ chịu vùng lưng, vùng vai và hông. Một lần cuối hít vào từ từ sang phải. Chậm chậm thở ra qua bên trái. Rồi và từ đây hít vào, bạn đưa thân người trở về giữa. Chống bàn tay, nâng thân người, mắt nhìn xuống thảm, duỗi dài các đốt sống. Thở ra bạn chồng gối, rồi từ từ bước chân phải dài ra sau. Xoay thân người về phía trước, duỗi hai mũi chân. Từ đây, nhẹ nhàng nhấn lực về bàn tay trái, hít vào bạn lướt cánh tay phải, nâng lên. Mở ngực phải, thở ra luồn tay phải qua nách trái. Có thể đưa tay phải qua cổ chân trái. Hít vào từ từ lướt tay phải, nâng lên. Tiếp tục thở ra luồn tay phải qua nách trái, luồn sâu. Nếu có thể, hãy nắm lấy cổ chân trái. Hai lần nữa, hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra luồn tay phải qua nách trái. Ơi, nắm lấy cổ chân trái. Một lần cuối, hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra luồn tay phải qua nách trái. Rồi có thể nắm vào cổ chân trái, đẩy thẳng vai ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào bạn lướt cánh tay phải, nâng lên. Và thở ra hạ tay phải, thay thế vị trí tay trái. Nhấn lực về tay phải, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Mở ngực trái, từ từ thở ra luồn tay trái qua nách phải. Luồn sâu có thể đưa tay nắm lấy cổ chân phải. Hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Mềm mại thở ra luồn tay trái qua nách phải. Luồn thật sâu, có thể nắm lấy cổ chân. Hai lần nữa hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên, mở trái ra nặng. Từ từ thở ra luồn tay trái qua nách phải. Có thể nắm lấy cổ chân phải. Một lần nữa nào. Hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Mở ngực, đúng rồi. Từ từ thở ra luồn tay trái qua nách phải. Rồi đẩy căng vai trái ra. Rồi từ đây hít vào thu tay trái trở về thảm. Như thế này. Thở ra bạn từ từ khép hai chân lại. Có thể xoay người và trở về. Chách hai chân sang hai bên, hai gót chân hướng vào, quận mông hướng xuống thảm, trở về trong tư thế Malasana. Hai tay bạn chắp lại phía trước ngực, mềm vai xuống. Cảm nhận vùng hông, chậu và khớp háng đang được thư giãn. Và bạn thấy vô cùng dễ chịu với bài tập này. Bây giờ, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Chìm hông và lưng xuống hơn nữa. Dễ chịu. Sau đó nhẹ nhàng tách hai tay. Hạ mông trở về thảm. Rồi chúng ta hạ lưng xuống thảm nào. Như thế này. Từ đây, nhẹ nhàng duỗi gối chân phải. Hít vào thật sâu. Bạn nâng chân trái lên. Duỗi gối chân trái. Hướng lòng bàn chân lên bầu trời. Thở ra đưa hai tay ra phía sau đùi trái. Thở hết ra, kéo gối trái hướng về ngực. Rồi khép cằm thu về cổ. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi thẳng chân trái. Thở ra bước chân trái qua bên phải như thế này. Rồi sau đó đưa tay phải đặt qua đùi sau của chân trái. Đưa tay trái ra phía sau, mềm vai phải xuống, chìm hông phải xuống. Quan sát sự thư giãn và thả lỏng. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Nhẹ nhàng co gối trái. Hít vào bạn thu chân trái trở về. Và thở ra hạ chân trái trở về thảm. Rồi từ đây
Nhẹ nhàng hít vào, bạn co gối phải lên, duỗi gối chân phải, thở ra, hai tay đan vào nhau, ôm lấy phía sau đùi phải, thở hết ra, kéo gối phải hướng về ngực, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra, nhấc hai tay, bước chân phải qua bên trái như thế này. Bạn có thể đẩy lưng ra phía sau, rồi đưa tay trái đặt qua đùi sau chân phải, đưa tay phải mở ngửa sang bên phải như thế này. Rồi hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5. Chìm hông trái xuống. 4. 3. 2. 1. Mềm vai trái xuống nào. Nhẹ nhàng hít vào, co gối chân phải. Rồi thu chân phải về, thở ra chúng ta tách hai chân, mở rộng hai chân sang hai bên, tiếp tục khép hai gối lại, hai tay đặt dưới rốn, mềm vai, khép cằm thu về cổ, thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí, có thể nhấc lưng kéo dài và hạ mềm xuống thảm, nhấc vai, đầu nâng lên và hạ mềm xuống thảm. Cảm nhận sự mệt mỏi như được tan biến, thay vào đó là sự thư giãn và thả lỏng. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những đám mây đang trôi trên bầu trời thật tranh, xanh trong. Rồi thả lỏng hơn nữa vùng ngực, thả lỏng hơn nữa đôi vai, thả lỏng hơn nữa đôi tay, cánh tay, thả lỏng các đốt sống vùng lưng, hông và chân. Từ đây nhẹ nhàng bạn khép hai chân lại, nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng thoải mái nhất. Hai tay của bạn đem chắp lại phía trước ngực, từ từ cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Đăng, một bài tập yoga thách thức sự mệt mỏi chắc hẳn sẽ đem lại cho bạn những kết quả tuyệt vời. Với bài tập thời gian ngắn nhất, bạn có thể tăng lên số lần. Bạn có thể tập 2 lần, 3 lần, tùy theo thời gian bạn đang có. Hãy nhớ rằng, với bài tập yoga cho người bận rộn, bạn chỉ cần dành ra ít phút mỗi ngày. Nhớ nhấn vào nút like để đánh dấu bạn đã luyện tập. Để lại comment và đăng ký kênh để nhận video cùng Tuệ Giang mỗi ngày. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.